cho em vào vào đà này, à, vào đà thẳng với quả bóng. Đã nhìn động tác của thầy này, chưa? Tác này di chuyển lên này, di chuyển này chân trụ, à, chân trụ đặt cách quả bóng khoảng tầm 15 phân, nha. Hơi thấp trọng tâm xuống. Bây giờ chân trụ này hơi thấp trọng tâm xuống và chân lăng này, bây giờ lăng ở chân này thẳng, thẳng quả bóng này, lăng này, đá nhẹ, đặt nhẹ vào tâm quả bóng của thầy, nha. Đặt nhẹ vào tâm quả bóng này, ok. Xong rồi lui về, đứng về móc cơ. Tiếp tục chân phải một quả, chân trái một quả, đúng không? Lượt thứ hai này lên này vẫn như thế. Đặt này, bẻ vuông góc, vuông góc cái lòng bàn chân nhá. Bây giờ và đá vào tâm quả bóng này, hơi thấp, cái chân trụ hơi thấp chút một chút, à, người hơi nghiêng về phía trước, đúng không? Đá vào tâm quả bóng, rồi tiếp tục quay về, nha. Đặt nhẹ vào thôi, không phải đá mạnh. Bây giờ đặt nhẹ vào, xong rồi lui về, à, chân trụ này thấp xuống này, xong lui về, ok. Tiếp tục lên chân trái, chân trụ đặt thấp, lui về. Anh trai hiểu chưa? Rồi. Làm chậm thôi, nghe chưa? Nhưng mà chuẩn động tác cái này, nghe chưa? Rồi thực hiện này nào. Ok, vuông góc, tất cả là vuông góc cái lòng nào, để vuông góc cái lòng một chân, à, đặt sai rồi, chân trụ, mũi chân trụ mình phải đặt thẳng theo cái hướng mình đá, đúng không? Mũi chân trụ, à, đặt dừng bóng lại, à, bẻ vuông góc lòng bàn chân, lòng bàn chân vuông góc như thế nào? Đá vào cái lòng, đá vào tâm cái lòng, bàn chân vào tâm của bóng, vào tâm của bóng mà. Hơi thấp trọng tâm xuống một chút. Bẻ vuông góc cái lòng bàn chân, làm chậm thôi, không cần làm nhanh nào. Đúng rồi, bẻ vuông góc cái lòng bàn chân ra. Bẻ vuông góc lòng bàn chân, đá vào lòng bàn chân, và lòng bàn chân ở đâu? Đá vào gót. Lên thực hiện lại cái nào. Lòng bàn chân ở đâu? À đúng rồi, đá vào tâm của bóng. À, thấp chậm hơn một chút, đúng không? Cái chân trụ mình phải chắc thì mình đá quả bóng mới chuẩn được, đúng không? Bẻ vuông góc lòng bàn chân đâu à? Bẻ vuông góc lòng bàn chân, đá vào tâm quả bóng. À, cái chân trụ lại đặt sai rồi, chân trụ đặt như thế nào? Mũi chân trụ thẳng mà. À, chân trụ mình không đặt ở đây. À, thẳng cái này, cái tâm của bóng của thầy. À, cái chân trái sai rồi. Chân phải mình bẻ vuông góc như nào thì chân trái mình cảm giác chân trái mình như thế nào? Hai chân như một nào? À, ok. Đúng rồi, đá vào đấy. À, bẻ vuông góc. À, kiệt đá cái gì đâu kiệt, à, những cái kỹ thuật cơ bản này là rất quan trọng, là những cái bước đầu để các em muốn mà phát triển hơn nữa là phải tập cái kỹ thuật cơ bản này. À, kỹ thuật vừa mới tập xong, vào đá nhẹ lên mặt này, ok, không chế bóng lại, đúng rồi, vào lùi vào lấy đà, lùi vào đà thẳng đó mà, vừa bài tập như thế nào, đặt bóng vào đà thẳng, rồi đúng rồi, đá ra cái gì? Bình thường màu đà, bình thường đâu. Bên đó.
trái một quả, chân phải một quả. Nào, khống chế quả bóng lại, lấy đà nào. À, đúng rồi, thiện, đúng thiện. Nào. Đà như thế nào, vào đà như thế nào, vào đà thắng đó bà. Vừa mới tập như thế nào. Mấy cái. À, bẻ vuông góc, bẻ vuông góc bằng chân ra. Vào đà, không chế quả bóng.